chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty Du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn chương trình học chuyên ngành quản lý cung ứng hậu cần tại Học viện Quản lý Đông Á EISD. Thì đối với chương trình cử nhân về quản lý cung ứng hậu cần tại Học viện EISD được đặc biệt thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết vững chắc và kiến thức thực tiễn của tất cả các phần trọng điểm liên quan tới chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần. Sinh viên sẽ được học cách áp dụng các kỹ năng trong dự báo kinh doanh, giải quyết vấn đề theo định lượng và phỏng đoán, hậu cần, quản lý chất lượng cũng như là phát triển các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, lập kế hoạch và điều khiển. Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các chuyên gia trẻ am hiểu chuyên môn và mạnh dạn vận dụng kỹ năng của họ để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp, đạt tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật giải quyết vấn đề, học tập và tiếp thu hiệu quả trong lĩnh vực ngày càng phát triển của công nghiệp quản lý cung ứng hậu cần, xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề trong hai hay nhiều lĩnh vực kinh doanh bằng cách chọn lựa và sử dụng phương pháp họ số lượng hoặc là chất lượng thích hợp với cách giải quyết các vấn đề kinh doanh hậu cần, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể và thể hiện tính đồng đội. Và công ty Du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học tại Singapore. Thì các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về trường EISB thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com với chuyên mục là du học tại Singapore. Về tiến trình khóa học chuyên ngành cử nhân quản lý cung ứng hậu cần tại EISB như sau. Sau khi các bạn đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường thì các bạn sẽ tham gia khóa học cao đẳng trong vòng 9 tháng và sau đó sẽ là cao đẳng nâng cao trong vòng 9 tháng và cuối cùng là cử nhân trong vòng 12 tháng về quản lý cung ứng hậu cần. Thời gian nhập học sẽ là vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Và mỗi học phần sẽ được đánh giá bằng việc học tập bao gồm các bài tập viết, báo cáo nghiên cứu tình huống, các bài tiểu luận, bài kiểm tra được quyết định theo từng hồ sơ đề, các tiêu chí đánh giá khác nhau theo từng môn học và cấp độ. Và yêu cầu là các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là hoàn tất khóa dự bị đại học tại EISB và IELTS là từ 6 chấm, TOEFL 550 hoặc là TOEFL IBT là 80 trở lên, hoặc là hoàn tất khóa tiếng Anh tại EISB và yêu cầu học sinh nộp hồ sơ phải từ 17 tuổi trở lên. Và về học phí tại trường như sau, đối với chương trình cao đẳng thì học phí sẽ là 10.200 đô la Singapore, đối với chương trình cao đẳng nâng cao là 11.200 đô la Singapore và cử nhân sẽ là 13.800 đô la Singapore. Và mọi thông tin chi tiết về trường cũng như là học phí hoặc là thủ tục du học tại Singapore như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.